Hello anh em, xin chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Thì review loa ở ngoài chán rồi, loa Shopee chán rồi. Bây giờ mình sẽ tự review cái loa mà do mình làm ra. Đó, anh em có thể thấy đây. Đây là một trong những chiếc loa mình mới làm gần đây. Thì cái loa này cũng không có gì để review cả, bởi vì toàn bộ linh kiện của nó hay là toàn bộ những cái quá trình làm thì mình đã đăng lên trên kênh rồi. Mà cái mà mình muốn nói thì là mình muốn bóc tách bên trong ra, xem là bên trong nó có bao gồm những cái linh kiện gì, bao gồm những thành phần như thế nào để cấu tạo lên chiếc loa này. Thì có rất là nhiều yêu cầu mình làm cái việc đó, bởi vì là nhiều người ta không biết về những cái thành phần cấu tạo bên trong. Thì đây, sơ lược về ngoại hình, anh em có thể thấy đây rồi. Đây chính là ngoại hình của nó đây. Anh em có thể thấy cái lớp sơn mà mình sơn được này. Đó, màu này là màu đen nhám nhá. Màu đen nhám giống như là trên mấy cái chiếc xe mình bán ở ngoài cửa hàng ấy. AB đen nhám hay là Exciter đen nhám đấy. Đây chính là cái màu đen nhám ở trên xe máy đây. Đó. Thì để nói về cái lớp sơn ấy, mình đã mất khoảng gần 2 triệu tiền để mua sơn về tập sơn. Và sơn mất gần 2 triệu để ra được cái nước sơn mà mình ưng ý như này. Đây, các bạn có thể thấy cái nước sơn nó rất là mịn luôn. Cực kỳ mịn mà. Và không có một vết gọi là vết xước, vết cấn nào cả. Nhưng mà dùng cái màu đen này thật sự nó hơi bẩn. Anh em có thể thấy là cái dấu mồ hôi tay ra này. Đấy, vẫn còn này. Đó. Đây, ngoại hình thì đây, các bạn có thể thấy đây. Nó khá là nặng đấy. Thiết kế cái này là thiết kế do mình ngẫu hứng thôi, mình ngẫu hứng thiết kế ra cái kiểu như thế này. Thì nói về bên ngoài trước nhá, nói về cấu hình trước thì ở đây mình sử dụng hai bát B&O 4.5 inch, cái loại này là B&O 2 coi nhá, hai bát 4.5 inch, hai chép BMW kép. Cấu hình mình đi ở đây là cấu hình 2.0. thì ở trên này sẽ bao gồm cơ bản thôi, 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái lỗ ở đây tương ứng với cả một nút nhấn bật tắt nguồn này, lúm vô lâm tổng này, lúm chỉnh bát này, lúm chỉnh chép này, ở đây là cổng sạc này. Đó, mình không cần báo pin luôn, bởi vì cái pin này anh em có thể nghe được cả ngày, chơi thoải mái, nghe lưu diêu đôi khi cả tuần mới hết. Tiếp theo là về mặt sau, đây, mặt sau của mình đây. Các bạn có thể thấy là cái đường cạnh mà mình làm nó rất là lét luôn, bo mềm mượt, sơn đều, không bị tách vỏ. Đó. Cái loa này là hoàn toàn bằng nhựa nhé, nhựa PVC 5mm. Mình chập đôi hai miếng vào thì là thành 1cm nhựa. Đó. Cho nên là cái trọng lượng của chiếc loa này cực kỳ nặng. Đây là cái cộng hưởng. Cái cộng hưởng này là cộng hưởng Saiten 500, cực kỳ to và cứng. Mình làm khá là kín, các bạn thấy này. Đấy. Còn cái mặt này là do mình tự thiết kế và mình gửi ảnh cho một anh ở trên Facebook để anh ấy cắt cho mình. Đó. Cái miếng này bằng nhựa này, bên trong bằng kim loại, nhưng mà cái miếng này là mình ốp bên ngoài bằng nhựa thôi. Tất cả ốc xung quanh đây. À. Các bạn có thể thấy cái độ khít của nó này. Mình làm cái vỏ này khá là lâu, phải mất gần một tháng trời mình mới làm xong cái vỏ này. Đó. Bởi vì kiểu cứ hỏng xong là mình lại sửa, hỏng xong mình lại sửa ấy. Sửa cho bao giờ mình ưng ý thôi. Đây là cái thiết kế của mình. Thường thì mọi người sẽ bo tất cả các cái cạnh này. Ví dụ bo hết cạnh này rồi này, cạnh này mọi người cũng bo này, cạnh này mọi người cũng bo này. Nhưng mình không, mình chỉ bo bốn cạnh dài ở đây thôi, bốn cạnh chiều dài ở đây thôi. Đó, trên dưới mình bỏ, sơ lược về ngoại hình như thế. Vì mình thích màu đen ấy, cho nên là mình sơn full màu đen nhám luôn. Trông nó rất là hầm hố và nó rất là đẹp. Nó có một cái gì đấy nó rất là cuốn hút, mạnh mẽ. Mỗi tội là hơi nặng. Cái chiếc loa này phải 6 cân ấy, 6 đến 7 cân cái chiếc loa này. Bởi vì nguyên cái vỏ của nó đấy mình cân đã rơi vào khoảng 2kg rồi. Hơn 2 cân một cái vỏ nhựa như này. Mà để làm được cái nhựa để thành được như thế này thì tốn cực kỳ nhiều công sức luôn. Mài chà nhám các thứ cực kỳ khó luôn. Thì cái cách sử dụng cái loa này nó cực kỳ đơn giản luôn. Ở đây nó có một cái điểm cực kỳ độc đáo luôn, là tất cả các chiếc áp này, các cái chiếc áp này đã có cái chức năng gọi là vặn lớn rồi là vặn nhỏ rồi, đúng chưa? Đó, tất cả có thể điều chỉnh bình thường, volume, bass, chép. Còn một tính năng nữa đó chính là cái nút ấn. Đó, các bạn thấy hay chưa? Thì cái mạch Bluetooth của mình ấy, nó là cái mạch JBL Lite 500, cho nên là nó sẽ có cái nút bật nguồn này, nút reset Bluetooth này và nút tăng âm lượng này. Mới đầu mình định dùng cái Brea của 2604, có bốn cái lúm vặn ở đây thì là sẽ ứng thêm một cái giảm âm lượng nữa, nhưng mà cái đấy mình thấy không cần thiết lắm, với cả thêm 6 cái lúm vặn ở đây thì nó hơi gần nhau quá, cho nên là mình không thiết kế bốn cái lúm thì tổng ở đây sẽ phải có 6 cái.
cho nên là mình không thích lắm. Mình chỉ làm có 3 cái thôi. Đó, đây nút nguồn này. Đó. Các bạn bật đây nó chưa có gì đâu, đúng không? Bây giờ các bạn ấn cái nút bật nguồn của JBL500 này này. Đó, các bạn nghe thấy âm thanh gì chưa? Âm thanh này là rất nhiều người mong muốn này. Tắt này. Đó. Bật này. Xong. Âm thanh mà anh em chơi DIY loa nào cũng mơ ước. Mình thấy có cái nút ấn này cho nên là rất là hay nha. Mình đã kết hợp luôn vào đây. Đấy là cái hay mà mình muốn nói. Bây giờ mình sẽ tháo cái lắp lưng ra và show cho mọi người cái nội thất bên trong của chiếc loa này. Và bóc tách từng cái linh kiện, xem là từng cái linh kiện này có cái tác dụng như thế nào, để cho mọi người biết. Thì đây, đây chính là toàn bộ những cái linh kiện bên trong, có bên trong cái chiếc loa này. Anh em có thể thấy là mình đi dây và sắp xếp cái linh kiện nó cũng khá là hợp lý ấy. Cho nên là trông nó cũng khá là gọn gàng đó. Thì đây, đặt vào mắt anh em, chính là cái cục pin. Cái cục pin này do mình tự đóng nhá. Pin này mình tự mua cell pin về, lựa chọn những cái cell pin tốt nhất, đều áp, đều dung lượng, đều lội trở, để mình đóng cái khối pin này. Đây là pin 5S2P này, có dung lượng là 5400mAh, 21V. Đó, cell pin là cell pin 29E. Hai củ loa B&O 2 coil. Thì nhiều bạn thắc mắc là mình mắc song song hay mắc đối tiếp. Thì mình nói luôn, đây là mình mắc song song nhé. Hai coil này, mỗi coil 4 ohm, mình mắc song song như này thì trở kháng của loa sẽ xuống còn 2 ohm. Đó, 2 ohm một củ loa này. Mà các cái mạch để đánh được loa 2 ohm bây giờ ấy, nó cũng khá là ít. Và mình lựa lựa thì chỉ có mỗi cái mạch game audio này. Đây, đây chính là cái mạch công suất của nó đây. Mạch công suất game audio 100W x 2. Được chưa? Mạch này có hỗ trợ 2 đến 4 ohm, 2 đến 8 ohm, có thể đánh được loa 2 ohm. Cho nên là mình đã sử dụng cái mạch công suất này. Bây giờ đi đến từ phần Bluetooth xuống nhé. Đây, đây chính là phần mạch Bluetooth JBL500. Mạch này bây giờ nó khá là hiếm ấy. Mình săn mãi mới được một chiếc này để về để dùng, để làm thử. Lựa tìm mãi mới có cái hàng để mua. Tìm được một anh ở trên Facebook để mua được cái mạch Bluetooth này. Tiếp theo là mạch LQSC. Mặc định của cái con brand LQSC này, nó sẽ sử dụng chip 5532. Đó, nhưng mà ở đây mình đã thay cái con chip ở đây rồi. Đó, anh em có thể thấy này. Ở đây là mình đã thay hai cái con dây ở đây rồi. Mình đổi nó sang mã là 45580. Cái con dây này nó sẽ thiên về âm bay hơn. Nó cho chúng ta một cái giải bay nó tốt hơn cái con 5532 kia. Đó. Kết hợp với cả cái phần áp của con JBL này thì khi mà chúng ta mở âm thanh nhỏ ấy, vừa có hỗ trợ của con hai con dây này ở đây và thêm một cái phần bass boost của cái con mạch JBL ở đây ở trong áp ấy. Trong áp của JBL có phần bass boost, tức là nó boost thêm cái phần bass cho cái phần brain ở đây nữa. Cho nên là khi mà chúng ta mở nhỏ ấy, chúng ta bật cái bass boost lên thì là sẽ bù vào cái giải âm thấp ở cái âm lượng nhỏ. Thì thường thường anh em DIY loa ấy, cái cản trở lớn nhất là khi chúng ta mở nhỏ thì cái phần bass nó không tự đẩy lên ấy. Thì ở đây mình kết hợp luôn cái blue của JBL ở đây để khi mở nhỏ chúng ta đẩy cái phần bass lên ở trong áp thì nó sẽ bù vào cái giải bay khi chúng ta mở nhỏ. Ở đây chính là cái con dè đây. Thì các bạn thắc mắc ở đây là cái gì đúng không? Ở đây chính là cái phần lọc nguồn này. Đây là cái con IC cách ly nguồn này để cấp nguồn cho con blue này. Thì nhiều người ta thắc mắc hỏi mình là tại sao phải thêm cái lọc nguồn vào để làm gì? Thì bởi vì là ở đây mình sử dụng pin là pin 21V này, pin 21V và phải qua một cái hạ áp. Hạ áp ở đây mình sử dụng là LM2596 đúng không nhỉ? Một cái con hạ áp thì qua cái mạch hạ áp đấy thì cái dòng điện ý, nó sẽ khá là nhiễu. Thì cái lọc này chúng ta sẽ lắp ngay khi mà cho điện vào trong cái mạch blue đấy nhé. Tức là nhé, từ nguồn điện 21V này chạy vào con hạ áp này, từ hạ áp sẽ đến cách ly nguồn này, IC cách ly nguồn ở đây này. Từ IC cách ly nguồn sẽ chạy vào mạch lọc nguồn, từ lọc nguồn mới chạy vào cái phần blue đây. Thì nó có thể giải quyết được khá cái gọi là cái phần nhiễu ấy, cái phần nhiễu do trung nguồn gây ra ấy. Chứ mình cũng thử rồi, chỉ có mỗi con hạ áp, có mỗi con cách ly nguồn ở đây ý. Thì nó cũng ok rồi nhưng mà chưa được triệt để lắm. Cho nên là mình thêm cái phần lọc nguồn ở đây. Và muốn sạch nguồn hơn nữa ấy, thì bây giờ nó có thêm một cái mạch gọi là mạch lọc tín hiệu vào. Lọc tín hiệu vào cũng của LQSC luôn. Thì chúng ta sẽ rút cái phần AUX in ở đây ra này. Chúng ta cắm vào cái mạch đấy và từ cái mạch đấy sẽ cắm vào đây nữa. Thì nó thêm lọc thêm nguồn âm thanh vào nữa. Thì nó có sạch hơn nữa. Nhưng mà mình thấy ở đây mình khá là ổn rồi. Cho nên là mình cũng không cần thêm để làm gì. Thì âm thanh nó sẽ từ phần dè này chạy sang phần công suất. Đây, phần công suất ở đây. Thì các bạn hiểu đơn giản như này, từ phần blue này chạy vào máy chỉnh âm sắc này, từ máy chỉnh âm sắc này chúng ta sẽ cho tín hiệu chảy vào trong máy công suất và từ máy công suất chảy ra loa. Đó, đấy là toàn bộ những cái linh kiện ở bên trong loa của mình. Thì lần trước mình có lắp một cái cục control led ở trên này,
LED RGB, RGB, RGB chuẩn nhá, chứ không phải là cái loại LED 7 màu ở trên Facebook mà bán có 570.000 một cuộn 5 mét đâu. Nhưng mà bởi vì ở đây mình sử dụng cái mica trong này, mình hơi sai lầm khi sử dụng cái mica trong ở đây, cho nên là cái hiệu ứng LED RGB nó không được nổi trội lên những cái phần chiếc app ở đây, cũng như là phần nút nhấn và phần giác sạc, cho nên là mình đã loại bỏ luôn rồi, bởi vì nó cũng chả giải quyết gì, không đẹp. Nói chung là hơi phí tiền cái đoạn nét này. Mình đã bỏ cái cục control rồi, thì sơ lược bên trong loa của mình chỉ có thế thôi. Cũng có blue này, dề này, cách ly hạ áp, lọc nguồn này, mạch công suất này, pin này, loa, thế thôi. Đây hai chép đây, hai bát đây. Nói chung là DJ bên trong làm sao và đặt linh kiện, bố trí linh kiện làm sao ấy thì là do mỗi người, nó sẽ cho ra được cái sản phẩm loa của mình như thế nào. Nói chung là mỗi người một cách DJ. Mình thì hay đi theo kiểu men theo xung quanh thùng, cho nên là trông cũng khá là gọn, gọn gàng, sạch sẽ. Ở đây chép thì mình sử dụng chép BMW kép này, cắt tụ cản là 4,7mm đó. Đây là bốn cái ba cái chiếc áp của mình đây. Ở cái phần này tại sao mình đổ keo ấy, bởi vì là mình có lỡ bắt ốc ở trên này ấy, xong bắt hơi quá tay một tí thế nó bị lứt cái mica này ra. Hơi ngu dốt lứt cái mica này ra, cho nên mình phải đổ cái keo kín vào đây. Nhưng mà cái keo này rất là dễ bóc thôi, bóc phăn ra hết rồi đó. Sơ lược nó là như thế. Đấy, bên trong toàn bộ cái loa của mình làm này. Đường dây điện khá là gọn gàng, không có gì va vào cái gì cả, tất cả mọi thứ đều vừa khít. Nói chung đây là một chiếc loa mà mình khá là ưng ý, mặc dù nó chưa hoàn thiện 100%, nó chưa tuyệt đối hoàn thiện tuyệt đối 100% theo như ý của mình, nhưng mà nó là một cái kiểu dáng thiết kế loa mà mình ưng ý nhất, từ cái lớp sơn bên ngoài cho đến bố trí linh kiện bên trong rất là đẹp. Nhưng mà anh em sử dụng cái con chiếc amp có lúc nhấn này, nó sẽ bị một cái vấn đề rất khó chịu luôn. Đây này, các bạn thấy này đó, tức là ấy, cái chiếc amp này nó sẽ có một cái độ dơ nhất định, các bạn có nghe thấy không nhỉ? Nói chung là mấy cái chiếc amp này nó sẽ có một cái độ dơ khi mà anh em đánh bát hơi mạnh một chút ấy, đánh cái âm bay hơi mạnh một chút ấy, thì cái độ dơ này nó sẽ gây ra những cái tiếng kêu. Nó tuy nó nhỏ thôi nhưng mà kiểu mình tai cũng hơi thính ấy, nghe nó cũng hơi khó chịu một tí, nghe nó cứ rung rung rung, nghe rất là khó chịu. Nói chung là đấy là những cái nhược điểm của cái chiếc áp này nó mang lại. Còn thật ra bây giờ thay hết cái chiếc áp thường cái cũng được mà, dễ dàng, chả có gì cả, tháo ra xong rồi hàn lại cái chiếc áp mới thôi. Nhưng mà thay những cái chiếc áp mới thì nó mất cái tính năng bật cái blue lên, mất cái tính kêu, à không, tính kêu thì không mất, bật lên thì vẫn có thôi. Nhưng mà mất cái reset bluetooth này, bật tắt này, tăng âm lượng này, nói chung là phải đánh đổi. Như mình thì mình chấp nhận được, nghe thì đa số là nghe cũng nguỳnh ấy. Cũng không để ý lắm. Đó là sơ lược về cái chiếc loa của mình, giải đáp thắc mắc cho anh em về một số những cái linh kiện ở trong này liên kết như thế nào. Và mình có một lưu ý cho anh em khi làm loa cộng hưởng này, những cái phần tiếp giáp ở những cái phần mút EVA đằng sau này, anh em dán kỹ vào, dán cái đằng sau mà nó khít với nhau như này thì khi đè xuống ấy, hai cái phần EVA nó bẹ, nó bị chửa ra ấy, thì nó sẽ tịt vào với nhau. Đó, anh em có thể thấy là mình dán rất là khít luôn. Ở những cái điểm EVA đây nó sẽ không bị thoát hơi ra, khi mà đè xuống ấy, cái lực nó đè xuống thì hai bên này nó chửa ra, nó tì vào nhau thì nó sẽ không bị xì hơi ra ngoài. Đây là những cái điểm mà anh em dễ bị xì hơi khi là làm loa cộng hưởng này. Với cả khi làm loa cộng hưởng xong ấy, anh em hạn chế tháo ra thôi, bởi vì mỗi khi tháo ra ấy, thì cái EVA đây nó sẽ hồi một tí, nhưng mà khả năng lắp vào nó không hồi lại được đâu, nó không chửa ra được như lúc ban đầu đâu, cho nên là khi mà làm loa cộng hưởng ấy, anh em hạn chế tháo ra thôi, hạn chế tối đa tháo ra. Thì video của mình đến đây cũng khá là dài rồi. Anh em có muốn mình bóc tách thêm chiếc loa nào nữa thì cứ comment phía dưới, mình sẽ cố gắng thực hiện cho anh em. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những clip này sau.